Hello, em xin chào tất cả các bác. Em nhanh chóng tiếp tục một chiếc đồng hồ. Chiếc này đến từ thương hiệu Hàn Quốc nha các bác. Hàn Quốc của bác thầy trò bác Hang Seo. Chiếc này khung của nó là vuông quốc 42,5 cm nha các bác. Còn mặt đồng hồ là 18,5 cm. Mặt đồng hồ mặt này kính mo nha, chỗ là chỗ giờ chỗ nổi nha. Hoa có họa tiết nè, họa tiết những cái bông bông mai và những và một đôi chim tượng trưng một đôi uyên ương. Cái này là em để 500 nó không hết nha, tại vì hàng về em cũng không biết đâu mà thẩm định, tại vì mình mua sao bán vậy. 500 không hết, em nghĩ chắc cũng bằng đồng hoặc có thể là bằng kim loại gì á. Chiếc này là lần đầu tiên em mới thấy luôn á. Nói chung bán em cũng bán qua nhiều đồng hồ nhưng mà mỗi chiếc mỗi vẻ khác nhau. Chiếc này sử dụng một pin tiểu 2A nha các bác. Đây, mặt kính toàn bộ là kim loại hay là bằng đồng vậy đó. Cái này thật sự em không biết, em có cầm được 500 em để đây là không hết rồi đó, nhưng mà không ăn cái này cho nó bằng chế. Đây xung quanh này nó có hoa văn nha các bác, hoa văn cực kỳ độc ha. Kính kính mo thường gọi là nó kính mô mô lên nhìn cũng như một bông hoa. Bác nào thích thì alo trực tiếp em để em báo giá, hoặc có thể các bác kết bạn Zalo qua số điện thoại của em 0918 1 202 67 để các bác có thể xem được nhiều sản phẩm khác bên em nhé. Để các bác thích những sản phẩm nào thích hợp với mình đó, thì các bác cứ ủng hộ em nhé. Em xin kết thúc video, chào tất cả các bác.